Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Và tầm này thì mùa vụ mật ong rừng đã hết rồi các bác nhé. Đây toàn bộ là những cái mật ong rừng mà em đã tích trữ từ đầu mùa trước mưa, hay còn gọi là mật ong rừng chính vụ. Đây là các bác, mua mật ong rừng của em Hoài sẽ rất là thơm ngon, bởi vì mật ong rừng này là chính vụ trước mưa các bác nhé. Chính vụ trước mưa. Và mùa vụ mật ong rừng chỉ có là tháng 3, tháng 4 thôi các bác ạ. Còn những cái vụ sau này thì không có mật ong rừng nữa đâu. Và hiện tại thì mật ong rừng, hiện tại mật ong rừng em Hoài đã lọc hết rồi. Chỉ còn hai cái tổ nhỏ kia là chưa lọc thôi, để cho các bác xem về mật ong khoái. Còn em Hoài đã lọc hết ra từ trước rồi. Mật ong mà để trong sáp thì các bác bảo quản không được lâu, nó chỉ được tầm 5 tháng thôi. Các bác lọc sớm ra nó, lọc sớm ra khỏi cái sáp thì sẽ để được rất là lâu luôn các bác ạ. Mật ong nó sẽ ngon. Và em Hoài đang có sẵn 3 loại mật ong, là mật ong đá rừng Lai Châu giá là 350.000 một lít, mật ong khoái rừng Lai Châu giá là 400.000 một lít, và mật ong đắng rừng hay là mật ong 138 thì em có ít thôi, giá là 500.000 một lít các bác nhé. Và để mà các bác có thể ngâm mật ong rừng với lại quả kha tử các bác nhé. Các bác dùng chày để đập dập ra, lấy cái vỏ thôi để mình ngâm với mật ong rừng. Và lúc nào mà các bác bị đau họng ấy, các bác bị đau họng thì các bác cứ lấy cái này ngậm và nuốt từ từ, nuốt hết nhé. Nó vị chát hơi khó một chút, nhưng mà các bác vừa ngậm mật ong vừa ngậm kha tử rất là tốt cho việc điều trị viêm họng, đau họng. Và một cân quả kha tử này giá là 90.000. Các bác nào mua 1 lít mật ong, 1 cân kha tử có thể nhờ em ngâm hộ luôn. Em hỗ trợ ngâm hộ luôn các bác nhé. Mật ong ngâm kha tử này các bác mà bị viêm họng, bị đau họng các bác uống rất là tốt luôn. Đó, các bác có thể ngâm mật ong rừng với quả kha tử để trị ho, trị viêm họng các bác nhé. Và em sẽ hỗ trợ ngâm cho các bác luôn nếu bác nào có nhu cầu ạ. 1 cân kha tử là 90.000. 1 lít mật ong rừng là 350 đối với mật ong đá, 400 đối với mật ong khoái và 500.000 đối với mật ong đắng rừng các bác nhé. Và mật ong rừng các bác nhìn ở trên bề mặt chai đều có một lớp phấn hoa ở trên này, đấy. Và những cái mật này nó lên ga rất là mạnh, nên là em không chưa dám bít nắp đâu, chưa dám đậy kín nắp đâu, vẫn phải để đây này, để các bác nhìn nhá. Nắp chưa dám đậy đâu. Đậy là cái ga nó đẩy lên và nó vỡ chai luôn. Vỡ chai luôn này, em chưa dám đậy nắp kín. Và em để tinh dầu xả gần để mà tránh muỗi này, tránh kiến, ruồi, côn trùng, để mật ong của các bác rất là sạch sẽ, đẹp luôn các bác nhé. Các bác mua mật ong rừng của em Hoài yên tâm là hàng chuẩn xịn, hàng chuẩn xịn, lọc sạch sẽ các bác nhé. Và bác nào muốn mua sáp ong rừng thì em có này, 50.000 một cân. Đây là mật ong khoái rừng Lai Châu này, em sẽ có nhãn mác đầy đủ cho các bác làm quà này, có số điện thoại, có địa chỉ luôn để các bác yên tâm hàng chuẩn để mình sử dụng nhé. Đây, đây là mật ong khoái này, các bác thấy là mật ong khoái nó sẽ loãng hơn, vị ngọt thanh này. Mật ong khoái rừng loãng hơn, vị ngọt thanh. Đấy, đây là những cái con ong khoái, những cái tổ ong khoái này, lát em sẽ phải lọc ra đây. Còn hai tổ này em cũng lọc nốt, bởi vì em cũng không muốn là để trong sáp quá lâu, mật ong nó sẽ không ngon đâu. Toàn bộ những cái mật ong này em phải lọc ngay, lọc ngay. Nên là mật ong rất ngon luôn các bác ạ. Còn đây là mật ong đá rừng này, mật ong đá rừng Lai Châu 350 một lít. Thực ra con ong đá này, mấy ong khoái thì nó là ong rừng, nó rất là tốt. Nhưng mà ong đá thì nó dễ lấy hơn nên nó rẻ hơn. Ong khoái thì khó lấy hơn, nguy hiểm hơn nên đắt hơn. Thực ra em bán với giá 350 hay là 400 thì là giá cửa rừng, giá gần rừng rồi các bác ạ. Không qua trung gian và cũng không độ giá lên một tí nào luôn. Nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng mật ong chuẩn rừng giá bình dân. Đây là mật ong đá rừng, một chai này là 500ml, hai chai nhỏ này là 1 lít. Hai chai nhỏ này là 1 lít khoái này 400, hai chai nhỏ kia là 1 lít 350. Các bác muốn mua mật ong rừng chuẩn thì các bác alo ngay cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 để em chốt đơn hàng thành công cho các bác nhé. Cứ alo trực tiếp cho em Hoài ạ. Đấy, em còn từng này mật ong nên là các bác cứ yên tâm đặt hàng. Thường thì em sẽ trữ để bán từ đầu mùa đến cuối vụ luôn, để đợi đến vụ mới. Nên là các bác nào mà muốn mua mật ong rừng thì cứ nghĩ ngay đến em Hoài để chốt đơn nhé. Các bác cứ yên tâm là em sẵn hàng để gửi đến tay các bác. Và đảm bảo cam kết hàng chuẩn xịn,
cam kết là hàng chuẩn xịn, bán hàng từ cái tâm luôn. Alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0352 749 419 ạ. Em cảm ơn các bác, em chào các bác ạ.